Rồi bây giờ là em nói quy tắc chơi nè, ba anh chơi nè. Rồi. Là quăng bằng cái đó, bây giờ đổ đầy cái chai nước đó đi. Đổ đầy chai nước cho đi dễ. Chai này đi. Chai nó khó lắm. Chai nó chơi khó. Lâu. Chai mới ngon, cái này chai rượu. Cho nhìn thấy. Rồi chơi chai đó đi. Chai này phải không? Ừ, chai đó là bây giờ nếu mà quăng á, quăng mình lật một vòng mà đứng cái là được ăn. Còn ai không được thì lại quăng tiếp. Còn cái người kia cứ ăn, khi nào người này đứng thì người kia đi ra quăng tiếp và người kia ăn tiếp. Có cho thử không? Cho thử lần đầu luôn. Cho thử lần đầu, nhưng mà bây giờ là người nào làm trước. Đây. Rồi rồi cho anh Ngọc làm trước luôn. Cho thử cái đầu luôn. Đây thử, quay luôn. Thành vòng luôn thì đây. Thử thì cho Phan quay. Anh Ngọc rồi tới anh Mẹo. Ừ. Anh để hiểu 2 3 đi. 2 3. Rồi bây giờ ủa làm thật luôn hả? Thật luôn. Không thử. Không thử. Rồi xong. Ăn rồi, ăn gà nè, ăn gà. Ăn gà đó, ăn gà đi. Quá con gà khó nuốt quá. Ôi, con gà khó nuốt quá. Đúng rồi. Ăn con, ăn con. Vậy rồi. Dùng tay quá. Chết mày lọc chén. Rồi đây. Đứng đó. Rồi. Đó là anh đọc. Anh lẹ lên không nó đứng á. Anh cứ anh thoải mái luôn, khi nào người ta đứng là anh phải đi, anh phải đi quăng lại. Mày đó bữa chứ. Ông đứng là bữa. Ê, không có cho, không có cho. Không có cho nha. Ông lại không đứng à. Chú vậy. Ồ, vậy là anh giọng chơi chiêu rồi, lúc nãy ông nói ông không biết thảy. Lấy lại cái đùi lại, lấy cái đùi lại. Ai đùi rồi, lấy cái rồi. Ngon. Ê, mày đừng chơi nữa. Từ từ không sao. Cái đùi. Anh dạo đang xém anh được cái đùi, đau đầu. Mày hồi chuyện xin nghĩ không hết. Má mày đuổi ông gà bây giờ. Gà mèo. Đánh. Đánh rồi. Đánh rồi. Đánh rồi. Đánh rồi. Đánh rồi. Cái gì? Bình tĩnh. Không tin được con gà. Tin con rồi. Đứng con. Cứ bình tĩnh anh em, bình tĩnh. Ôi. Hát cái đùi là anh em được. Anh ngon quá, thèm quá mấy anh. Rồi hết cái rồi. Ủa. Anh giọng cho bốc cái đùi lên cho bốc cái đùi lên ai nhà cho anh chị Mèo. Ghê thiệt chứ. Tới miệng cho bạn cho. Ờ tới miệng giọt mắt. Cứ bình tĩnh. Trời ơi, cái gì? Rồi cố lên, cố lên. Cố lên. Hồi lấy hồi đi. Hồi lấy nó tập mà nó tập hay lắm mà kìa. Dính lại. Không bám được à. Hồi 2 3 lần xém được rồi. Ăn đi từ từ. Anh méo anh từ từ coi chừng hóc nha. Mày quay chỗ khác mà bỏ xuống lấy cái đường á. Làm vậy cho mấy anh này đúng không? Đâu à, anh thoải mái luôn có gì đâu. Anh hết dĩa đó, bây giờ anh hết dĩa cũng được nữa. Đúng rồi. Thoải mái luôn. Mình chơi mà lát lại đập nó. Mình quay phim thôi, mình quay cũng như mình bắn mà. Đâu có đâu, quay mình thật không á. Không, xin không. Xin đâu không? Nè, đuổi ra nè. Đuổi. Ra không? Kiểu này không tiêu rồi. Nó. Anh đại ơi. Đẹp không? Đẹp đâu. Nó. Đứng nè. Rồi. Lần cuối nè. Lần cuối nè. Hùng ơi. Đứng nè. Nó rồi. Không tin không đứng. Anh Mèo lẹ không hết ai là hết rồi kìa. Ơi, mẹ ơi. Anh nhanh lên đi, đứng rồi đó. Đứng không? Mày nha mày, trời ơi, vậy mà đứng ta. Đổi phong thủy. Đổi phong thủy. Trời nhà nha. Mỗi người được 4 lần nữa. Nếu mà ai mà không đứng được là thằng Hùng mà không đứng được nữa là Hùng không được ăn luôn đó. Nhịn ăn. 1
một lần. Đứng à. Hai lần. Hai lần. Cố lên Hùng ơi. Ba lần. Bốn lần. Hùng ơi cố lên Hùng ơi. Thêm hai lần nữa. Hai lần nữa đi. Ôi đâu ăn rồi. Hai lần nữa. Thở máy. Đắng quá. Thở máy. Được không? Cứ bình tĩnh. Từ từ cho mẹ ăn đi rồi. Thải. Thải. No à. Thắng rồi ơi. Thôi thôi. Tắt rồi. Thắng rồi ơi. Cho hai lần nữa. Không vô. Không vô được. Thì bình tĩnh anh em cứ bình tĩnh. Ờ cũng ngon. Cái gà này em kết không được. Hai lần nữa là kết thúc nha. Rồi chung cuộc anh Mẹo thắng rồi.